nhưng càng vào sâu, chương trình có dấu hiệu đuối vì hàng loạt điểm yếu đến từ thí sinh và huấn luyện viên. Sau mùa 2 được đánh giá thất bại về chuyên môn lẫn hiệu ứng khán giả, nhà sản xuất Giọng Hát Việt mùa 3 thể hiện quyết tâm vực dậy. Thực tế, trong những tập đầu tiên, chương trình đã tạo độ nóng nhất nhờ sự xuất hiện của dàn huấn luyện viên trong mơ, Thu Minh, Lưu Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đồng Nhi. Hàng loạt thí sinh được xây dựng cá tính và câu chuyện rất hấp dẫn. Tuy nhiên, càng vào sâu, đặc biệt là tới vòng live show, chương trình đang bị đuối dần. Điều này không khó lý giải bởi hàng loạt những chương trình giải trí, một cuộc thi, nơi thí sinh phong độ trổi sụt thất thường, huấn luyện viên ngại góp ý thẳng, chất lượng âm thanh không được đảm bảo, dĩ nhiên rất khó giữ được sức hút.